34 tuổi, bị khuyết tật một tay từ nhỏ, nhưng điều đó không ngăn được ý chí và nghị lực của Huỳnh Thị Kim Hoàng ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Không chỉ biết đến là một kỹ sư công nghệ thông tin, vận động viên bơi lội quốc gia đạt nhiều huy chương ở các giải bơi trong nước cũng như đấu trường khu vực ASEAN. Vài năm trở lại đây, Kim Hoàng còn được biết đến là người tạo ra dòng mỹ phẩm không hóa chất từ cỏ cây và các loại phụ phẩm nông nghiệp. Cái cơ địa của em rất là dễ bị dị ứng với những loại hóa chất. Bản thân em không có dùng được những cái sản phẩm công nghiệp. Rồi qua một quá trình mà em thi đấu hay là tập luyện xong rồi về, em mới quyết định là mình phải chuyển hướng sử dụng những cái sản phẩm về thiên nhiên. Thì mới phát hiện nơi quê mình đang sống ở Long An nè, có rất là nhiều những cái sản phẩm này, như là cái cỏ mần trầu thì nó là mọc hoang rất là nhiều. Mà ở đây thì người dân chưa có biết được cái giá trị của nó. Mong muốn của em là đưa đến cho người tiêu dùng một cái sản phẩm thiên nhiên thân thiện với môi trường, để thứ nhất là bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và làm tăng cái giá trị của cái những cái nguồn nguyên liệu thiên nhiên bản địa của quê hương mình. Ở nông thôn của Việt Nam, cỏ mần trầu được xem là kẻ thù của nông dân, vì đây được xem là giống cỏ có tốc độ phát triển nhanh, là kẻ chuyên giành chất dinh dưỡng của hoa màu. Với người dân, loại cỏ cây này không có nhiều lợi ích về kinh tế. Tuy nhiên, qua các tài liệu nghiên cứu, Kim Hoàng phát hiện ra loại cỏ mộc hoang này lại có nhiều công dụng đối với sức khỏe con người, thường sử dụng dùng trong đông y. Cô bắt đầu lên ý tưởng sản xuất dầu gội đầu từ cỏ mần trầu. Cái cỏ mần trầu này thì người ta thường để cho bò ăn hoặc là người ta bỏ đi. Nó hay mọc hai bên bờ ruộng đó. Rồi nó sẽ, nếu không là làm được gì thì nó sẽ ăn cái chất dinh dưỡng của đất. Từ khi Hoàng phát hiện ra cái cây này để làm mỹ phẩm á, thì cái cây này nó rất có ích và có giá trị. Nó mọc tự nhiên. Tại Long An, cỏ mần trầu mọc gần như quanh năm, có nhiều ở các bờ ruộng, dọc các lối mòn. Sau khi khai thác, mang đi rửa sạch, cắt nhỏ, sau đó kết hợp với nhiều dược liệu như sả, vỏ bưởi, vỏ của hạt bồ hòn, bồ kết, hạt thủ ô, nhà đàm, lá ổi, hương nhu, để nấu thành dầu gội không bọt dầu phu. Đây là sản phẩm thảo dược với 100% thành phần từ thiên nhiên. Sản phẩm được chiết rót ra chai PET loại nửa lít. Ban đầu mình chưa biết cách bảo quản thì nó rất là mau hư. Thì là những cái nguyên liệu thiên nhiên thì nó không bảo quản được lâu được. Cho nên em cũng đọc rất là nhiều những tài liệu để họ chỉ cái cách mình chiết xuất, mình quy trình mình đóng gói sao. Đây, thứ nhất là hạn chế những cái vi khuẩn không khí vào. Mình cũng có kết hợp với một số giáo viên ở các trường như Đại học Cần Thơ, ở Tiền Giang. Những cái giáo viên đó làm trong cái ngành hóa thực phẩm thì cũng tư vấn cho mình về cái cách để bảo quản. Thì hiện tại cái sản phẩm của em là bảo quản từ 8 tháng tới 1 năm. Sau 2 năm khởi nghiệp, ngoài dầu gội, cơ sở này còn sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm khác như serum chiết xuất từ trái gất, kem tẩy tế bào chết chiết xuất từ cám gạo, đường nâu. Các sản phẩm này đều được gửi đi kiểm nghiệm và đạt chứng nhận an toàn cho sức khỏe. Hiện tại, mỗi tháng cơ sở Hafabo sản xuất hàng nghìn sản phẩm cung cấp cho thị trường qua nhiều kênh phân phối, tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật ở địa phương. Em để ý tới cái vấn đề về tóc mà con người hay gặp phải, như là gầu nè, và bạc tóc sớm nè. Mà ông bà ta hay có câu là bồ kết sạch gầu, mần trầu tốt tóc. Cho nên trong cái sản phẩm của em là gội do vu nè, là có hai thành phần này chiếm đa số. Bản thân mình cũng là một người khuyết tật cho nên mình muốn tạo công ăn việc làm cho những người cũng giống như mình, như là những công việc đóng chai dán nhãn. Thì những công việc đó rất là đơn giản, chỉ cần ngồi một chỗ thì mình cũng có thuê những cái bạn khuyết tật để làm. Em cũng đi làm rồi rảnh rồi nghỉ ca, rồi em ở nhà em phụ bé Hoàng cắt cỏ rồi này, hái xả rồi về làm giùm cho bé Hoàng, rồi đóng chai rồi đi giao hàng giùm vậy đó. Gia đình cũng ủng hộ lắm, nhiều lúc tôi cũng ủng hộ luôn. Cũng có sản phẩm xài rất tốt, toàn là cây thiên nhiên không mà không có độc hại. Thời gian qua, để sản phẩm được phổ biến rộng rãi trên thị trường, ngoài việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương, Huỳnh Thị Kim Hoàng đã tích cực tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp.
Ngoài đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh Long An, dự án xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Hafabo trẻ hóa từ thiên nhiên của Hoàng là một trong 29 dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn 2019 do Trung tâm VSA phối hợp với Ban Thanh niên Nông thôn của Trung ương Đoàn tổ chức. Dự án này cũng giành được giải khuyến khích của cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2019. Em chưa có dám nghĩ là mình đã thành công, nhưng em chỉ vui mừng là vì mình đã dám làm. Rồi mình nghĩ là nếu mà mình đủ đam mê, mình có cái niềm tin và mình kiên trì, bên cạnh đó mình phải kết hợp với những tổ chức và những người thầy chuyên môn để tư vấn cho mình, thì em nghĩ những cái người khởi nghiệp đó, nếu mà đi theo con đường đó thì sẽ nhanh chóng thành công. Có thể thấy, điểm khởi đầu của Huỳnh Thị Kim Hoàng là xuất phát từ nhu cầu thực tế của bản thân và tìm ra được dòng mỹ phẩm thuần thiên nhiên. Những người bình thường khởi nghiệp gặp không ít chông gai, với Kim Hoàng, rào cản còn lớn hơn gấp nhiều lần. Chính sự kiên trì, sự tin yêu của người tiêu dùng đã tiếp thêm động lực để Hoàng vượt qua mọi khó khăn, khẳng định giá trị bản thân cũng như khẳng định được giá trị và sự sáng tạo của người Việt.